Khoảng 5 giờ ngày 23 tháng 5, khi đến đoạn đường tránh quốc lộ 1A, đoạn qua xã Gia Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, xe đầu kéo chở xoài từ Tiền Giang ra Hà Nội do anh Lê Văn Tân, 35 tuổi, trú tại xã Đồng Lợi, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, không may bị lật. 33 tấn xoài đổ tràn xuống đường, chiếc xe bị hư hỏng, tài xế và phụ lái bị thương nhẹ. Ngay khi nhận được thông tin vụ tai nạn, công an xã Gia Ninh đã huy động người dân trên địa bàn và tổ chức thiện nguyện đến hỗ trợ tài xế thu gom số lượng xoài. Cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Bình cũng nhanh chóng có mặt để điều tiết giao thông, đồng thời hỗ trợ tài xế gom nhặt, bảo vệ số xoài nói trên. Cùng với đó, người dân cũng mua xoài giúp tài xế nhằm giảm thiểu thiệt hại. Trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận cảm ơn người dân, lực lượng chức năng đã hỗ trợ anh tài xế ca ngợi tinh thần đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau lan tỏa hình ảnh đẹp trong cuộc sống nguyên nhân vụ tai nạn được tài xế lý giải do buồn ngủ vì lái xe đường dài xe mất lái dẫn đến tông vào cột mốc bên đường và bị lật